Ok, anh em có nhu cầu mua app game, mua thẻ cào hay là tất cả các loại game thì hãy ghé qua shop của mình là shop Nguyễn Văn Lên. Mình sẽ đợi ở phần mô tả phần comment để anh em ủng hộ cho mình nha. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Hiện tại là ở Bình Định mình đang có cái nắng rất là gắt luôn, tầm 37 đến 40 độ. Nên hôm nay anh em mình sẽ làm một clip, đó là làm một cái hồ di động nha các anh em. Và không biết tài là ai, nhưng mà ở đây là mình có chuẩn bị một cái xe này. Đây là một con ngựa chiến nha các anh em. Đấy, hôm nay anh em mình sẽ tạo một cái hồ bơi di động ở trên con xe này luôn. Bạc ở lấy, bạc đây. Không, bạc lấy. Nó ngã đủ rồi. Quá xe rồi. Xe xin quá. Nhảy đi. Cái bạc đâu? Cái bạc đang quất. Bạc kia lấy bạc đi, tỉnh thiết. Còn trái điên nữa, tao mọt lại việc luôn á. Ừ, con gà mà đó lại á. Ai đó, cái bạc của anh quất. Cái bạc của nó ngạo quá. Ai cũng nét lòng cái tỉnh, tao biết tỉnh nói gì luôn á. Đọc mấy mày coi, đây tao đọc đeo ngoài chứ không biết nói gì, đầu lưu lưu ra một chút. Đấy, hiện tại thằng Phúc đang lưu ra nha anh em. Chìm có thấy ngay. À, lốp đó giờ mình sẽ bỏ bạc luôn nha anh em, đỡ mà khỏi bị rơi nước ra. Cái đó chơi vừa đồ quay kiến trúc cái đây mừng có của ai vậy. Rồi bây giờ mấy anh em mình sẽ bơm nước cho nha anh em. Cô em cởi cái ống này, cô em kêu ống này đỡ đó tao. Ờ đỡ đâu cho mày chạy xuống mày kêu ống này đỡ. Anh chết luôn, mặt ngựa dính ra. Nhảy nhảy cùng mỹ sao tôi đông dày á. Kéo ra chi vậy đủ phía đủ rồi đâu có nổ mà điên chơi đấy. Quên đi đâu mẹ còn hai cái bánh còn nếu còn vũ khí vậy trời mày chạy vô điên đừng phéo chi có nổ mà đục mẹ phéo quá đã bùng nước hả. Thiếp và Phúc sẽ đi mua đá nha các anh em. Hiện tại mấy anh em giờ đang cầu ống ra đó bùng nước này. Cái kêu đồ mày đưa đèo đó cho em à. Đưa gèo ở cho em đụng cái gèo là gì biết mày. Cái đồ đồ. Trời luôn chọc nhỏ anh. Quỳ đeo đụng mày. Đây lần. Đây dồn nước anh em. Mà không có thua liều quỳ kìa. Chụp bên. Như dài anh quá. Đủ này. Đủ quá từ đó nó bơm nước vô ra trước rồi mình bơm vô sau nha. Đi chân rồi. Đi chân rồi. Điên chân còn phải duyên rồi. Ấm bơm nước rồi đi cột rồi. Bốc ngàn tan. Từ đó sạch ra nước vô chút anh. Tụ rửa xe chút vô buri vào đạp không nổ rồi ở chừng đó là mệt đó. Bánh đỡ lâu quá mày. Lâu rồi. Điên trời. Rồi. Rồi. Đã bơm nước vô nhanh nha. Nước cháo. Đổ đầu ra đổ mày chút tám mà đi rồi. Đó là tự chế cái bóp chi. Lấy sợi rồi ra. Quá có điện thoại không? Đổ ngoài đâu đi. Đây. Rồi quá. À, giờ mình đỡ bơm nước nha các anh em. Đây. Chưa vô mà chưa thấy. Nè chưa không? Quất chưa hết mà đủ một mình ông vô hết mẹ hồ rồi. Ra. Lội đó ra. No. Đi ra. Quần đổ mẹ nước chơi mà chịt. Nước gì nước chơi? Ra. Ơ bơm nước ở đây hả? Mày tuồn cái em thở vào một thằng. Nào. Lâu xịn vậy. Đây, có đá gì rồi anh em. Bây giờ mấy anh em mình sẽ đổ đá vô nha. Để giây phút. Không, vô đi. Sắp đây lạnh sao mày? Không luôn sao? Lạnh đủ mẹ mới nó mông. Bao mới chịu nổi cái nóng cho mày điên ra rồi. Đâu? Làm bao nữa đi, kìa mày biết gì mua bao mày. Còn nó ngọt rồi. À, bao ngọt rồi. Trời ơi, trời ơi. Thằng ngọt đi, đu đu xe này, uống hay sao? Vô lại giờ sao? Uống mẹ, vô của mẹ đó chứ. À, uống nước là sao mà chưa mà uống uống trà chứ. Có kỳ đó tao ngầu trong nha. À quá trời. Ngồi trong nhà tôi uống ngầu. Đâu. Có kỳ ngầu ngoài đã khô rồi bỏ trái cây luôn Phúc. Bài ra khô. Có cấu quần xì ra. Đây, ở đây mình đã mua 200 ngàn trái cây. Chô, mấy cục này y bài luôn á. Mấy cục này chô, y xì luôn. Còn cái này,
ai quay, ai mày, quay mày, mày tướng mày đúng, quay đúng, mày chẳng vậy. Nó kỳ và đẹp lắm nè. Làm cho cái món đó ai thì quay lấy mày. Hai trái bỏ vô cho bà cuốn chị. Rồi bà cuốn luôn. Hai trái này sức hai phút. Bé gì mà chưa thấy thấy tan hết rồi. Rồi chút nữa thêm bao nữa. Chúc anh em ngầu được lâu được không? Thí mà đựng đựng nước nữa. Thí mà được lâu. Còn đó chút nữa ngầu được nó tan lên nữa. À thôi vậy đồ đồ anh quá. Cách nước đi anh. Làm bóng bóng ngồi luôn. Còn đỡ cứ đợi nó chảy chứ mới đâu. Và đây cài vô. Xà lông một trận ở dưới nước một phát nha anh em. Ok, đây là đây là xe rồi nha anh em. Giờ mình bỏ thêm tô đế ở mấy anh em bắt đều là đi. Quá anh muốn đoạn đó, chi vậy anh Quốc? Chưa đi mà uống rồi. Cái thằng lồn chưa đi mà uống rồi. Đúng rồi. Ông mày chưa đi mà uống. Quốc chứ mày lọc ao. Quốc. Quốc. Lồn. Cái đứa nó quá nặng luôn à. Sao? Phúc đổ vào đế nữa Phúc không? Đổ vào đế rồi. Đâu đế rồi nha. Đổ vô luôn. Đụng mẹ mày giờ nó lạnh lắm. Cho đụng mày. Nó lạnh ra đẻ chứ mày đi nét. Mày lạnh mày chớ. Mày lạnh mày chớ đi. Cất chưa quên, cất hay thôi quên. Đấy. Bao thằng bác luôn. Phúc thế kem tì ấy gì cho con gì. Chứ nó kêu đụng đâu đá nữa. Chơi mày sợ lạnh. Rồi tao cứ quên khác ở đâu mấy anh em mình bắt đầu đi. Đừng quậy. Ok anh em, bây giờ mấy anh em mình sẽ bắt đầu vào cái cửa. Đủ vậy vô chứ chơi. Ở chị bị trái cây rồi. Của em từ từ vô chứ. Ngầu bên đâu, ngầu bên đâu không? Ngầu xuống. Đi ngầu kép đâu. Ngầu kép đi. Vô đây tôi đái tháng triệu. Đủ mẹ này, kép trâu. Mấy trời này mà đái ông nậu. Ngồi, ngồi. Đồ kè. Ngồi đều bên kia nữa kìa. Lên ngầu nào. Lên ngầu e, lên ngầu e. Ngồi đi trước hả, chút đi. Đâu đều chạy 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 đồ xí. Cái chì nó muốn chạy đâu kìa. Mày phúc lên. Lên. Cái chì nó muốn chạy đâu kìa. Ok, let's go. Đụng quá nó nặng lắm đây. Coi cho đụng ngoài nó lật ngã xe là chết luôn á. Khỏi ngoài lên cài cực hình. Thằng hình vĩnh lên mày. Vô vô. Vô vô. Đồ quá quá cầu chịp luôn. Em chịu nổi lạnh. Trời ơi, thử rồi. Đụng mẹ em đi ở đây đang nổ. Chờ lái chỗ nào. Chạy vô chơi. Coi miếng cái đụng mẹ. Đưa lái chỗ nào. Không có lái chân đâu bự. Hiện tại đang chớ bài heo nó giờ chìm nước rồi nha các anh em. Trời ơi, nó lạnh quá không có này em xuống nó chìm nước rồi hả? Ừ dày mà nó chúng buồn dày. Đây anh em hiện tại mình đang ở bên cả xe môi. Xe môi. Sao trái cây nó chín không quá? Đây chua. Đây cái nước ngang anh em. Trời ơi, xì luôn. Bắt ăn cái cây chưa chưa hết mà bỏ vô ấy. Trời ơi. Bỏ ra quay. Tại tại chớ của mình anh em. Tại chớ phúc của ta đây. Cô hai. Yeah.
cảm giác sao quá. Cảm giác trên thì thấy nó mát không phía không? Lạnh đấy. Tiếng ơi. Lộn ngồi chứ không cắt vậy. Anh nói cùng bên cục. Bập bên cục anh thử ra. Lộn bên cục anh mày, lộn bên cục anh thử. Lộn. Bỏ cả, bỏ. Đấy, đổ mé nó tỏng đánh gì hả mát. Ồ. Ồ. Anh xây. Lộn. Trời, chắc gãy không gãy gãy tay không? Gãy tay coi chứ. Giờ mình sẽ tạt nước lên rốt nha các bạn. Giờ review trái cây nha các anh em. À, uống nước à. Nước sao nó lạnh không? Nước lạnh không? Lạnh lắm. Lạnh lắm. Tại anh quá, nước sao quá. Mẹ đưa tao review cái luôn rồi. Chết rồi, tôi lỡ đấy vô. Đủ đi ra bán của anh. Mấy mày mua cái gì mà. Ừ, cái mình cục hốt tiếp. Cục mà sao nó đánh. Ờ. Nước ốc. Nước lạnh coi đang luôn. Ờ, nước bò đéo lạnh quá anh như vậy. Im bề ngoài thôi, bề ngoài đó. Cục cái xe tải bự kìa. Bạn lên, bạn lên. Bạn lên, nó. Alo alo. Hả? Đổ rồi. Lò quá. Nó ơi. Cái nước đổ mẹ đi kia uống nước, đi cho ơi. Đồ. Tôi đi về cho cái em đó. Lò đâu mà đúng mày. Tạm nước với mẹ luôn. Ô, đậu mẹ mày, tao 2 giờ nha. Tao 2 đứa con với vợ nữa nha mày. Phúc, tao lẹ mày.
em có con em quay cầu đâu mà kia từ từ đâu mày nó bay xuống cầu kia xấu anh á. Á đủ mày cho cô tôi á đủ quay á đâu em nhanh luôn bỏ mày kia luôn. Quay tụi bạn ra mà quay ra. Đi luôn không? Lộ ác cái mày anh em kêu đuối luôn. Trai vừa nãy nó chỉ con ghe mày thôi. Ờ. Ủa nó chỉ đạp đâu mày. Tém lòng trà tàng ước nhẹ vậy mày. Được rồi. Trời ơi, trong lưng mà nó nhá, nó khẹt đồm đổ. Một lưng này. Nào đấy. Con nào đó. Mày để biết uống xuống luôn. Chô. Quê, đầu hoa nó gì luôn. Chô nó gì. Ủa mà tao ngồi trên yên chim mà nào dùng chạy. Cái gì hết gì cơ. Bút á. Đồ. Quay nó đấy mà tay đây. Làm cái gì mà đây. Quẩy. Chô. Quá, nghe tao chắc. Nhồn miếng rồi dồn quá. Lộc. À, giờ chứ, biết không? Mẹ lòng dơ ước mẹ gì nữa. Tao đem nó cho mình cũng làm clip bạn, chỗ bạn quen kia. Bạn mẹ đồ cái chị gì mà luôn em. Tao có đem ra luôn. Dạ cái mía anh. Dạ cái mía anh cô. Chúng ta cũng lỗi chưa hết đến biết anh không? Chưa không? Thôi, nói chung là mình cũng làm một clip trải nghiệm về cái nếu ở Bình Định rồi nha anh em. Đủ mẹ chỉ muốn đánh mẹ thôi, đủ mẹ thôi. Chết luôn. Cái mạch mày mà. Nên em thấy cái video này vui và thú vị thì đó là kênh mình một like, một dislike luôn. Một like, một chia sẻ để mà ủng hộ team mình trong những clip vui sắp tới anh em. Thôi ok, bye bye tất cả cái này. Hẹn lại các anh em. Ngọt đấy ơi. Ngọt á. No, yeah, chị ấy đê. Mày lo mày yang gay, mày tê mày.